Sau những ngày Tết Nguyên Đán, thời gian nào sẽ là phù hợp để phục hồi cho cây mai kiểng? Công việc phục hồi này sẽ cần phải chú ý những điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 18 tháng 2 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.